trò chơi này chúng ta phải phối hợp 3 người. Tất cả đều bị bịt mắt. Người thứ nhất là có một cái dĩa xúc bột, sau đó để lên đầu mình, sau đó đi lại cái kiếm người thứ hai, sau đó lấy cái dĩa đổ qua người thứ hai, dĩa luôn ở trên đầu. Người thứ hai sau khi nhận được có bột, bột, đổ qua người thứ ba. Người thứ ba không còn gì hết. Đổ vô đây. Sau 2 phút đội nào mang về nhiều bột hơn đội đó thắng. Dễ. Mời lên quán tôi đi. Thôi. Mời Minh Hằng. Thôi. Em ra cái gì? Kéo. Ngọc giúp em nữa rồi. 4 2 3. Chị đừng nói nữa. 2 3 kìa. 2 3. 2 Em chơi sau. Rồi chơi sau. Yeah. Không cần nhìn tôi cũng biết là mình thua rồi. Tại vì em không có sự ủng hộ của hai người. Thôi đi, cô gái à. Sao vậy? Tính toán hay quá mình. Rồi, mời bước vào vị trí. 2 phút bắt đầu từ bây giờ. Go. Ai cao thì lùn xuống. Trời ơi, sợ gì vậy mọi người? Gì vậy? Rất hay luôn á. Dạ rất hay luôn. Rất hay luôn. Không xây kiển một miếng là được. Wow. Dạ. Rất hay. Thông minh quá. Trời ơi, có mấy cần thông minh nè. Đó. Ê gì? Hay chưa? Thấy em hay không? Cái bàn bên này. Đó, giúp em vậy thôi, muốn gì nữa. Đúng rồi, đổ vô. Cân, quay lại. Rồi. Gái dễ ha, tụi mình khó lắm. Một chút tụi anh đứng im nha, em tự làm nha. Dạ, hay thì cái bộ đổ đi. Dạ, đập đau quá. Cái gì em đâu? Rồi, đúng rồi. Trời ơi. Trời, bà lấy tham dễ sợ luôn á. Ráng mình phải lấy tham vậy đó. Mới nhanh được. Và mình lấy... Đâu? Đứng này, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Thắng xuống chút, thắng xuống chút. Đừng đùa nha, rất nhiều nha. Chúng tôi không cân ngay bây giờ đâu. Sẽ giữ lại để lát cân cho nó hấp dẫn. Ủa, tôi làm trợ lý của em hồi nào vậy Ngọc?
Chúng tôi đã cất cái hũ của đội mình rồi. Giờ đọc kế tiếp, xin hỏi vị trí nào, sắp xếp như thế nào? Sắp xếp như thế nào? Em đầu tiên đi chứ tụi anh mò em đâu được đâu. Đúng rồi, em con gái em đầu tiên đi. Hồi nãy chúng ta nhận thấy rằng là đội của Lâm Mỹ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Ngân là cái lọ thủy tinh này gần đầy luôn nha. Bây giờ chúng ta phải tràn trề nha. Múc đầy lên nha Hằng. Dạ dạ. 3, 2, 1, go! Go! Anh đâu, anh đây, đâu? Đây, 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 dưới, 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 rồi. Trời ơi, chính tôi rồi. Chính đâu? Em đây, em đây. Giờ lấy, em lấy tay em sờ trúng cái dĩa trước đã, rồi hãy đổ. Vô mặt tôi rồi nha em ơi. Em nói hay lắm đó, bây giờ vô, rồi vô cổ áo luôn rồi nha em. Rồi chưa vậy? Rồi, đi đi. Đứng, 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 đứng. Nhớ rồi, hồi này cũng nhiều lắm đó. Hồi này nhiều lắm đó. Đội này có vẻ ngon à. Hồi này nhiều lắm á. Vinh ơi, tôi là Vinh ơi. Đây nè, vô mặt tôi rồi Vinh ơi. Rồi, cổ áo rồi Vinh ơi. Mình đến, mình đến, mình đến, chấp nhận đi. Em vô. Em để đi đâu vậy Vinh? Trời ơi, nó xuống tới quần tôi luôn rồi. Để đó, chấp nhận đi. Trời ơi. Cái người tôi bây giờ nó đầy luôn rồi đó. Ngọc nha. Đi, 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 đi. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, ê. Rồi. Trời ơi. Tôi biết Ngọc chứ không ai, tôi nói thiệt nè. Ủa, biết ai vậy? Rồi, sẽ có ngày nha Ngọc. Đi, quăng, quăng, ngọc. Đây là Vinh, tôi là Vinh ơi, tôi là Vinh. Tôi này nè, Vinh. Nè, Vinh nè, Vinh nè. Chơi cái giò nữa Luật, chơi cái giò nữa. Đây đổ 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 đổ. Rồi rồi, mới đó, mới đó. Đổ nào. Ngon. Trời ơi trời. Được rồi, để khi nào tôi thấy ánh sáng đi rồi Ngọc ơi, em chạy đi nha Ngọc. Em trốn ra xe em về luôn đi Ngọc ơi. Bé cái hũ này, cái này, cái này, cái này, hũ này, hũ này, hũ này. Hũ nào? Bên trái. Đổ cái gì đâu tôi vậy? Thôi, đợi, đợi nè, sao lâu vậy? Hello ơi. Không, không, cái gì vậy? Ai vậy? Chơi vậy? Ai chơi chơi vậy? Luật ơi! Không, không, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Đây. Ủa của mình đó hả? Đây là hai hũ. Hai hũ của đội Tiến Luật. Còn đây là một hũ của đội Lan Ngọc. Yeah. Minh Hạnh múc cái dĩa nào cũng đầy tràn hết. Vậy là tại vì dạ? Và tụi em không biết một cái mẹo hết sức là đơn giản. Yeah. Sao? Mẹo sao? Chỉ cần chân này đập chân người kia là xong. Thì phải mò. Hay lắm. Hình phạt là xứng đáng. Bột đang áp chảo rồi thằng Ngọc. Bột em bỏ trong người tôi từ lưng. Ủa, ai bỏ bột của người chị em đúng không? Không, 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 không. Chị tự chị rung tay ra chị rớt vô người chị. À, không, không, cái gì vậy? Ủa, ai vậy? Chơi vậy? Ai chơi chơi vậy? Như vậy đội Tiến Luật Minh Hằng và Trương Thúy Bình chiến thắng. Kẻ đáng bị trừng phạt sẽ bị trừng phạt. Yeah. Ê, chưa chưa mình còn nữa mà. Anh là người dẫn chương trình nha. Nha nha, em muốn cú cái đi em làm gì vậy? Anh làm gì đồng đội em vậy? Kính thưa quý vị, như đã nói từ ban đầu, kẻ nào thua sẽ bị trừng phạt. Thưa quý vị, em tức quá quý vị. Em tức quá, mấy bài phim làm gì em? Thưa quý vị,
gì? Thách ai? Thách ai hả? Ai? Mày thách ai hả? Thách ai? Thách ai hả? Và bây giờ thưa quý vị, là đã đến lúc trừng phạt đội thua cuộc. Vỗ tay nào nhiệt. Yeah.